Xin kính chào quý vị đang quay trở lại với bản tin FBNC Việt Nam. Thưa quý vị, báo cáo của Kiểm toán Nhà nước cho thấy trong cả năm 2012, cơ quan này đã đề nghị xử lý tài chính hơn 13.600 tỷ đồng, chủ yếu trên các khoản nợ động, phát hiện tăng thêm các khoản tăng thu và giảm chi. Kết quả trên tổng số đợt kiểm toán năm 2012, Kiểm toán Nhà nước đã đề nghị xử lý tài chính hơn 13.600 tỷ đồng, trong đó chiếm nhiều nhất là các khoản giảm chi, các khoản tăng thu và các khoản nợ động phát hiện tăng thêm so với báo cáo của các cơ quan quản lý thu ngân sách nhà nước. Ngoài ra còn có các khoản phải nộp, hoàn trả và quản lý qua ngân sách nhà nước và các kiến nghị xử lý khác. Theo kế hoạch công bố năm 2013, Kiểm toán Nhà nước sẽ tiến hành đẩy mạnh kiểm toán hoạt động và đánh giá hiệu quả của tổ chức thực hiện đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế. Tăng cường kiểm toán lĩnh vực đầu tư công, sử dụng vốn trái phiếu chính phủ, lĩnh vực quản lý tiền và tài sản nhà nước tại các doanh nghiệp, ngân hàng thương mại cũng nằm trong kế hoạch đẩy mạnh kiểm toán năm 2013. Ngoài ra, việc quản lý thu tạm nhập tái xuất, chống thất thu ngân sách đối với hoạt động chuyển giá của các doanh nghiệp cũng nằm trong nhóm ngành mà Kiểm toán Nhà nước tăng kiểm toán trong năm nay. Càng gần những ngày cận Tết, tình trạng các trạm ATM gặp sự cố gây khó khăn cho người rút tiền lại tái diễn. Trước tình trạng này, ông Bùi Quang Tiên, vụ trưởng vụ thanh toán Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ xử phạt các ngân hàng nếu ATM không đảm bảo. Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản yêu cầu các ngân hàng phải cử người trực để xử lý sự cố tại các cây ATM. Đại diện Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết, nếu các ngân hàng không đảm bảo hệ thống ATM hoạt động thông suốt, ổn định, dịp Tết, Ngân hàng Nhà nước sẽ có hình thức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Theo các ngân hàng, vào dịp cuối năm, nhu cầu rút tiền mặt của người dân tại các cây ATM tăng lên đột biến, do đó các ngân hàng phải chịu sức ép lượng tiền mặt rất lớn để duy trì hoạt động hệ thống ATM dịp Tết Nguyên đán. Các ngân hàng đã phải nâng số lần tiếp quỹ lên 2 lần trong một tuần và tăng cường quản lý hoạt động ATM từ xa bằng hệ thống thư điện tử. Một số ngân hàng còn tổ chức đường dây nóng để giải quyết các sự cố liên quan đến ATM cho khách hàng. Tuy nhiên, các ngân hàng cũng khuyến cáo, trong dịp Tết, người dân cần có kế hoạch rút tiền sớm tại các cây ATM hoặc đến trực tiếp các ngân hàng để có thể giảm tải hệ thống ATM dịp cuối năm. Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng kinh doanh mua bán vàng miếng triển khai thực hiện một số công việc liên quan mạng lưới mua bán vàng miếng. Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng đã được cấp phép kinh doanh vàng miếng khẩn trương rà soát các chi nhánh, phòng giao dịch, có điểm giao dịch kinh doanh mua bán vàng miếng, thực hiện ngay các biện pháp khắc phục khó khăn nếu có và báo cáo Ngân hàng Nhà nước bằng văn bản. Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các tổ chức tín dụng rà soát lại các điểm giao dịch chỉ được thực hiện kinh doanh mua bán vàng miếng theo Nghị định 24 về quản lý kinh doanh vàng miếng và thông tư hướng dẫn nghị định. Theo quy định tại Nghị định 24 và thông tư số 16, Ngân hàng Nhà nước đã cấp phép cho 17 tổ chức tín dụng và 14 doanh nghiệp đáp ứng đủ các điều kiện, hồ sơ, thủ tục với hơn 2.456 điểm giao dịch mua bán vàng miếng trên toàn quốc. Các điểm kinh doanh này phải niêm yết công khai giá mua, bán vàng miếng và chấp hành các quy định của pháp luật về chế độ kế toán, lập và sử dụng hóa đơn chứng từ. Kính thưa quý vị, theo số liệu thống kê cho thấy, chỉ riêng trong tháng đầu năm 2013, lượng trái phiếu chính phủ đã phát hành thành công hơn 13.400 tỷ đồng, hơn phân nửa so với mục tiêu trong cả quý năm nay. Tính đến hết tháng 1 năm 2013, tổng khối lượng trái phiếu chính phủ đã phát hành thành công là 13.460 tỷ đồng. Riêng trong tuần vừa rồi, kho bạc nhà nước vừa tiếp tục có thêm phiên đấu thầu thành công 9.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 2 năm, 3 năm và 10 năm. Ước tính riêng trong tháng 1 năm nay, kho bạc nhà nước đã hoàn thành hơn phân nửa kế hoạch phát hành trái phiếu chính phủ trong cả quý đầu năm 2013 thông qua HNX với hơn 58%. Hiện HNX cũng đang tổ chức 3 phiên đấu thầu trái phiếu với tổng khối lượng chào thầu 13.000 tỷ đồng. Đợt chào thầu này kéo dài 5 ngày và kết thúc vào ngày 8 tháng 2. Trong đó, kho bạc nhà nước chào thầu 6.000 tỷ đồng trái phiếu, gồm một nửa trái phiếu kỳ hạn 3 năm và số còn lại là trái phiếu kỳ hạn 5 năm. Xin được chuyển sang một thông tin tiếp theo. Kính thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh vừa có kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải về việc di dời một số cơ sở sửa chữa tại ga Hòa Hưng, quận 3 để chuyển giao đất xây nhà tái định cư cho những hộ dân bị ảnh hưởng khi thực hiện dự án quảng trường nhà ga kết nối với tuyến tàu điện ngầm số 2 thời gian tới đây. Theo kế hoạch, dự kiến thành phố Hồ Chí Minh sẽ xây một quảng trường ga tại khu vực ga Hòa Hưng hiện hữu thông ra đường Cách mạng tháng 8 nhằm kết nối với nhà ga của tuyến metro số 2 Bến Thành Tham Lương trong tương lai. Khu vực này hiện có mật độ dân số đông, nhiều cư dân sẽ gặp khó khi giải phóng mặt bằng thực hiện dự án, nên rất cần quỹ nhà tái định cư tại chỗ để đảm bảo cuộc sống ổn định của cư dân.
Chính vì thế, thành phố đề nghị Bộ Giao thông Vận tải có yêu cầu Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam sớm di dời các cơ sở quản lý và sửa chữa đường sắt tại ga Hòa Hưng hiện nay về ga Bình Triệu nhằm chuyển giao phần đất đã giải tỏa để xây nhà tái định cư. Phần đất này không nằm trong quảng trường. Ngoài ra, thành phố cũng đề nghị Bộ Giao thông Vận tải sớm xây dựng tuyến đường sắt trên cao Bình Triệu Hòa Hưng nhằm ngăn chặn nguy cơ ùn tắc và tai nạn giao thông khu vực giao nhau giữa các đường bộ và đường sắt nội đô hiện hữu. Kính thưa quý vị, tuần qua giá lúa gạo tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã nhích lên, giá xuất khẩu cũng tăng nhẹ trở lại sau nhiều tuần giảm liên tiếp nhờ thông tin về kế hoạch tạm trữ của chính phủ. Theo Hiệp hội Lương thực, giá lúa khô loại thường tại kho khu vực đồng bằng sông Cửu Long tuần qua dao động từ 5.100 đến 5.200 đồng một ký, tăng 100 đồng một ký so với tuần trước đó. Gạo nguyên liệu làm ra gạo 25% tấm là 6.600 đến 6.700 đồng một ký, tăng 50 đồng một ký. Giá gạo 5% tấm FOB tại cảng Sài Gòn tuần qua cũng đã tăng lên mức 405 đô la Mỹ một tấn, từ mức 390 đến 400 đô la Mỹ một tấn trong tuần trước đó. Hiệp hội Lương thực nhận định, việc tăng giá là nhờ thông tin chỉ đạo của chính phủ về việc mua tạm trữ lúa gạo vụ đông xuân. Tại phiên họp thường kỳ tháng 1 năm 2013 vừa qua, chính phủ yêu cầu Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tích cực chỉ đạo thực hiện tốt việc mua tạm trữ lúa gạo, không để giá lúa xuống thấp, ảnh hưởng đến thu nhập của người nông dân. Thủ tướng Chính phủ cũng đã đồng ý kế hoạch mua tạm trữ 1 triệu tấn gạo vụ đông xuân 2012-2013. Theo dự kiến, thời điểm mua tạm trữ sẽ bắt đầu vào ngày 20 tháng 2 sau kỳ nghỉ Tết. VFA cũng cho biết, trong tháng 1, xuất khẩu gạo cả nước đạt hơn 404.000 tấn, giá trị đạt 184,255 triệu đô la Mỹ. Thưa quý vị, chỉ còn 2 ngày nữa là tới giao thừa Tết Quý Tỵ. Đây cũng là thời điểm các chợ, siêu thị, cửa hàng đông nghẹt khách mua sắm Tết. Theo thống kê tại một số siêu thị, sức mua trong một tuần trở lại đây đã tăng khoảng 40%. Riêng 2 ngày cuối tuần vừa qua, sức mua tăng tới 80% so với ngày thường. Không khó để nhận thấy cảnh mua bán tấp nập tại các chợ cũng như các cửa hàng tạp hóa tại thành phố Hồ Chí Minh như thế này. Thị trường Tết đang vào mùa cao điểm, người dân tấp nập mua hàng, người bán cũng hối hả giao hàng. Đây là khu vực chợ cũ trên địa bàn quận Nhất. Đây là một trong những khu chợ đã có từ lâu đời. Đến nay vẫn tồn tại những quầy, những sạp, những gian hàng bán sản phẩm từ trung cao cấp đến các sản phẩm thiết yếu cho đời sống người dân. Những ngày cận Tết, chợ cũ trở nên sầm uất và đông vui hơn với hàng ngàn người tới mua sắm mỗi ngày. Các mặt hàng dành cho ngày Tết như là hạt dưa, hạt dẻ, hạt hướng dương, hạt bí được khách hàng ghé mua sắm nhiều nhất. Theo các chủ cửa hàng, năm nay do ảnh hưởng kinh tế khó khăn nên giá của các mặt hàng này chỉ tăng giá nhẹ, sức mua cũng không tăng đột biến. Tương tự, các giỏ quà, bánh cũng đang bắt đầu được khách mua nhiều. Các giỏ có giá từ 300 đến 500 ngàn hút khách nhiều nhất. Đúng như dự đoán của các chuyên gia, thời gian khách hàng mua sắm Tết năm nay trễ hơn so với các năm trước. Tính đến thời điểm một tuần trở lại đây, sức mua trung bình của các siêu thị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh tăng khoảng 20-30%, với những siêu thị tại khu vực trung tâm sức mua tăng từ 30-40%. Để kích thích sức mua, nhiều chương trình khuyến mãi tiếp tục được đưa ra. Lotte Mart giảm giá hơn 500 sản phẩm thuộc nhiều ngành hàng, thực phẩm, hóa mỹ phẩm. Chương trình được áp dụng đến hết mùng 4 Tết. Hệ thống Co-op Mart tổ chức đồng loạt 3 chương trình khuyến mãi từ ngày 21 tháng Giêng đến 9 tháng 2 với 2.000 sản phẩm thiết yếu, đồ dùng gia đình, thời trang may mặc. Bà Nguyễn Thị Uyên, khách hàng đang mua sắm tại siêu thị Co-op Mart Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, năm nay do kinh tế khó khăn nên chị mua sắm Tết tiết kiệm hơn, chủ yếu chị lựa chọn những mặt hàng khuyến mãi để có giá ưu đãi. Mình cũng mới sắm thôi, được mấy ngày gần đây thôi chị. Mua thì cũng mua đồ dùng thiết yếu cho gia đình thôi, không mua nhiều. Để phục vụ khách hàng, các doanh nghiệp đã tăng giờ phục vụ như là mở cửa sớm hơn, đóng cửa trễ hơn. Một số chuỗi cửa hàng thực phẩm tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã tăng số lượng nhân viên bán hàng, thời gian phục vụ đến 12 giờ ngày 29 Tết. Đồng thời, ngay từ mùng 2 Tết, các cửa hàng này cũng sẽ mở cửa bán hàng trở lại. Tương tự, hệ thống siêu thị Co-op Mart cũng công bố giờ hoạt động phục vụ Tết, theo đó sẽ bán hàng đến trưa 29 Tết. Trong đó, 3 ngày giáp Tết, siêu thị sẽ bắt đầu bán hàng từ 5 giờ đến 24 giờ. Tiếp theo xin được điểm qua những thông tin nổi bật khác trong phần cuối của bản tin FPNC Việt Nam. 91% người tiêu dùng Việt Nam thay đổi thói quen mua sắm để tiết kiệm. Cathay Financial Holdings muốn gia tăng đầu tư tại Việt Nam.